Thử thách là một điều mà tôi chưa bao giờ làm và cái kết công nhận xịn sò ghê. Vô thẳng vấn đề luôn là hôm nay em sẽ tự đi pha nước bông để tặng cho mẹ của em, với lại cũng tự thưởng cho bản thân luôn. Chuyện là sắp sang năm mới rồi, tôi muốn tự tay làm một cái gì đó ý nghĩa để tặng cho mẹ. Còn mấy bạn có tặng quà gì cho ba mẹ mình chưa ta? Lúc này mới vô được tư vấn hửi hửi mấy cái mùi nước bông nè. Ủa, mới hửi có chút xíu nước bông mà đưa nguyên cái hóa đơn dài thằng lòn luôn. Ta nói món quà này hơi bị giá trị luôn á nha. Bây giờ thì cùng tôi đi vô phòng pha chế để quậy, ấy lộn đi pha nước bông chứ. Thì pha cái này cũng dễ thôi, chỉ cần cho sự nhiệt huyết và sự yêu thương của mình vô. Rồi cái mình trộn nó giống vậy nè. Khúc này là đang đóng nắp chai. Có thể in tên của mình để dán lên. Nên là tôi dán tên mẹ yêu. Xong rồi thì đóng gói bỏ vô hộp cho lịch sự. Pha xong một chai nước hoa là hết tiền luôn rồi đó. Nên là tôi quyết định mua thêm hai em nữa. Cái để tặng cho Lập Nguyên nè. Do tôi đang thực hiện thử thách đổi mới bản thân cùng One Punch Man The Strongest. Nên mới tặng cho nó ý nghĩa đó mà. Còn một chai mình sẽ tặng cho bà ngoại. Bà ngoại tôi tuy lớn rồi nhưng mà vẫn còn xì tin lắm nha. Mới mở ra là khoái lắm, xịt xịt liền. Xịt xong rồi ôm cái nè. Giờ mang lên tặng mama nè. Bất ngờ quá nên mẹ tôi kiểu, ủa con này nó làm gì vậy ta? Không nhận tặng quà thôi như là đang trao giải thưởng vậy đó. Giới thiệu với mẹ đây là chai nước hoa có quá trời mùi của sự yêu thương luôn đó nha. Thấy mẹ với bà ngoại vui tôi cũng vui ghê. Đây là lần đầu tiên tôi dám tặng món quà giá trị tới vậy luôn. Tết năm dần đừng ngại ngần làm mới bản thân cùng One Punch Man The Strongest. Nhớ tham gia thử thách cùng Yến Nồi Cơm Điện nha.